Chương trình này được bảo trợ bởi Lee's Sandwiches, nhanh chóng, tiện lợi, dùng được mọi lúc, mọi nơi. Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da cho phụ nữ trên toàn thế giới, 1-800-918-3017. Kính thưa quý vị, như hôm qua chúng tôi đã gửi đến quý vị tất cả các tin tức về vấn đề cuộc chiến tranh mậu dịch giữa hai quốc gia Trung Quốc và Hoa Kỳ. Thì đến bây giờ thì chắc là quý vị cũng đã biết tất cả những cái sự kiện dồn dập đến, mà trong lúc đó thì Hoa Kỳ tăng trưởng trong mọi hoạt động và các tài nhà máy ở châu Âu cũng như và châu Á trong tháng 9. Tuy nhiên, những cái cuộc khảo sát kinh doanh công bố vào tháng 9 tới đây đã cho thấy ở mức độ tăng trưởng chậm lại sau khi cuộc chiến tranh đã đi đến một cái giai đoạn căng thẳng. Ở Bắc Kinh và Washington không sẵn sàng thảo luận với mà còn áp đặt thâm thuế liên quan lên tất cả các hàng mậu dịch trao đổi giữa hai quốc gia. Đây là một trong những cái hàng rào cản trở cho vấn đề triển khai hàng loạt tất cả cái vấn đề sản xuất cũng giống như xuất khẩu kinh tế từ các nước châu Âu cũng giống như châu Á. Chắc quý vị, mức tăng trưởng sản xuất ở Đức trong tháng 9 ở mức chậm nhất trong vòng 2 năm qua. Và đặc biệt là đơn đặt hàng xuất khẩu yếu kém một cách giải thích rõ ràng cho thấy rằng ảnh hưởng đến vấn đề mậu dịch giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Thì hai cuộc thăm dò sản xuất ở từ Trung Quốc vào ngày Chủ nhật 30 tháng 9 thì cho thấy có sự yếu kém trong khu vực sản xuất rộng lớn. Một cuộc thăm dò từ chỗ cho thấy mức tăng trưởng của các nhà máy trí tuệ sau 15 tháng mở rộng, trong khi những cái cuộc đo lường đưa ra là cho thấy cái lĩnh vực sản xuất mất đi một cái sức đẩy rất nhiều trong cái vấn đề trao đổi mậu dịch ở trên toàn thế giới. Ở tạc nơi khác, tới nơi khác như là châu Á, kính thưa quý vị, việc sản xuất tại Việt Nam, Đài Loan, Indonesia trong thoáng qua cũng có thể chậm lại và tăng trưởng của các nhà máy tại Đài Loan ở vào một cái mức độ rất là thấp. Nền kinh tế của Nhật Bản và Bắc Hàn và Nam Hàn cũng bị giảm sút sau các đợt đơn đặt hàng có ảnh hưởng đến vấn đề xuất khẩu và nhập khẩu của Trung Quốc đến Hoa Kỳ. Ấn Độ cũng nằm trong những cái gọi là cái địa điểm cũng bị ảnh hưởng đến cái cơn gọi là khủng hoảng và chiến tranh giữa hai bên Hoa Kỳ và Trung Quốc. Trong lúc đó thì Hoa Kỳ vẫn còn có một niềm tin, mặc dù Hoa Kỳ có thể dồn mọi toàn lực cho cái cuộc chiến tranh với Trung Quốc, nhưng đặc biệt hôm qua thì Hoa Kỳ đã đạt được một cái thỏa hiệp Tây Ba giữa Mexico và Canada, trong đó chúng ta gọi tắt trước đây là NAFTA. Theo anh Phát Bùi theo dõi thì anh thấy rằng cái thỏa hiệp ngày hôm qua có đem lại một cái tia sáng nào cho sự phục hồi kinh tế sau khi có những cái địa chấn với Trung Quốc như vậy không thưa anh? Phải nói rằng là giữa cuộc chiến mậu dịch giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc thì Hoa Kỳ đang ở cái thế lợi thế rất là nhiều so với Trung Quốc, là bởi vì cái nền kinh tế của Hoa Kỳ trong những năm gần đây đang gia tăng rất là mạnh. Và bây giờ với cái chiến thắng của NAFTA, mà bây giờ Tổng thống Trump gọi là không có dùng cái chữ NAFTA nữa mà ông dùng cái chữ USMCA, tức là cái thỏa thuận giữa Hoa Kỳ, Mexico và Canada. Thì qua cái sự thỏa thuận này, Canada và Mexico trước cái áp lực rất là mạnh của Tổng thống Trump đã đồng ý mở thị trường của Canada và Mexico đến để cho Hoa Kỳ, các cơ quan của Hoa, các cơ sở thương mại Hoa Kỳ có thể bán sữa, những cái sản phẩm về sữa vào trong Canada, cũng như là xe hơi vào Canada và Mexico. Thì qua cái sự đồng ý này, Mexico và Canada sẽ đồng ý là ít nhất 45% những cái người công nhân sẽ phải có cái mức lương tối thiểu là $16 trở lên. Và cái điều này nó sẽ giúp cho quân bình về cái sự mà mất thăng bằng giữa xuất cảng của xe cũng như là nhập cảng các đồ dùng cũng như là dụng cụ về xe hơi và sữa ở Canada và Mexico. Và các giới bình luận thì cho thấy rằng là sau khi mà đã đạt được cái thỏa thuận của NAFTA cũng như là USMCA thì nó sẽ, ông Trump sẽ có một cái lợi thế vô cùng là mạnh để mà áp lực Trung Cộng trong cái việc mà chiến tranh mậu dịch giữa Trung Cộng và Hoa Kỳ. Kính thưa quý vị, trong những thời gian qua, chắc quý vị nhìn xem tất cả những cái tiến trình trao đổi thương mại với tất cả các quốc gia ngoại trừ Trung Quốc. Tuần trước, Tổng thống Donald Trump đã đạt được một cái thỏa hiệp thương mại với Hàn Quốc và ông đã được ký kết với Tổng thống Moon nhân chuyến gặp gỡ ở tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc New York. Và sau đó, ông đã gặp ông Asko
Abe. Và kính thưa quý vị, một trong những cái sự trao đổi về vấn đề hiệp ước thương mại giữa hai quốc gia Hoa Kỳ và Nhật Bản cũng được tăng trưởng. Và đến bây giờ thì có thể nói là cơn khó khăn nhất của Tổng thống Donald Trump trong vấn đề giải quyết với Canada thì tối hôm qua ông đã đạt được một cái lợi chiến thắng, và trong đó ông mang lại một trong những gọi là cái đơn đặt hàng tới 1.200 tỷ để khỏi cứ có cái nghi cơ sụp đổ sau gần một phần tư thế kỷ mà Hoa Kỳ và Canada đã có những cái trao đổi mậu dịch. Thì điều này cho phép một trong những cố vấn kinh tế của ông, đó là ông Lee Caesar, là người rảnh tay để lo đối phó với vấn đề Trung Quốc. Và có thể nói rằng tất cả các trung tâm giám đốc Asia Trade Center cho rằng là đại diện thương mại của Mỹ cũng đã cho rằng là tất cả mọi nỗ lực để tập trung toàn bộ cho Trung Quốc, và họ muốn giải quyết vấn đề đối với Trung Quốc qua một cái vấn đề căn bản, đó là không có cái vấn đề sự sao lãng và tránh xa tất cả những cái gì mà họ đã mắc phải trong thời gian dài vừa qua. Đó là vấn đề đặt cho Trung Quốc một lợi thế và nhằm một cái sự việc không công bằng với vấn đề trao đổi mậu dịch với Hoa Kỳ. Chúng ta chờ xem cái sự kiện này nó như thế nào. Nhưng dù sao đi nữa, chúng ta cũng phải nhận định rằng trong những thời gian qua, và phía Trung Quốc hình như phía bên tất cả những nhà băng tài trợ của vấn đề gọi là lĩnh vực tiền tệ, Trung Quốc đã gặp rất nhiều khó khăn qua một cái sự đối đầu với nền kinh tế đại cường. Kính thưa quý vị, đó là Hoa Kỳ. Nhưng chắc có lẽ ở đời thì quý vị biết, nai chết thì trâu cũng dạt móng. Thì kính thưa quý vị, cho dù người nào bị gì đi nữa thì hai người tham dự vào cái cuộc đua này đều có một phần nào ảnh hưởng đến vấn đề thiệt thòi, và chúng ta chờ xem sự kiện này như thế nào. Đúng là như vậy, thưa quý vị. Các nhà bình luận ra cũng rất lo ngại đến cái ảnh hưởng của cái trận chiến mậu dịch này đối với cư dân của Hoa Kỳ trong cái thời gian sắp đến đây. Tuy nhiên, qua cái những sự việc mà chúng ta thấy nó đã đang diễn tiến xảy ra thì chúng ta mới bắt đầu nhìn thấy cái thành quả của ông Tổng thống Donald Trump. Cái sức mạnh của ông Trump ở vấn đề mà làm về vấn đề thương mại, và hiện giờ ông đã bắt đầu kéo Nhật Bản, Hàn Quốc và bây giờ với NAFTA, thì chúng ta thấy rõ ràng là phía Á Châu cũng như là châu Mỹ, ông đã bắt đầu dồn cái thế lực để mà đẩy China, Trung Quốc, và trong thời gian sắp đến người ta đang muốn chờ xem là Âu Châu có đứng về phía bên Mỹ để mà dồn Trung Quốc trong cái trận chiến mậu dịch này hay không. Kính thưa quý vị, trong lúc đó thì tình hình tại Biển Đông đã trở vào một cái giai đoạn gay go, và có thể nói bất kỳ lúc nào chiến tranh cũng có thể diễn ra ở tại vùng Biển Đông. Sự kiện mà chúng tôi có thể đưa lên những cái quan điểm và nhận định như vậy thì chắc là quý vị nhìn vào sự kiện ngày hôm qua đã diễn ra giữa hai khu trục hạm của Hoa Kỳ và Hải quân Trung Quốc. Như chúng tôi là loan tin thì kính thưa quý vị, theo những tin tức của quan chức Mỹ cho biết thì chiếc tàu hải quân của Hoa Kỳ có tên là khu trục hạm USS Decatur. Khu trạm USS Decatur đã có một cái sự đối đầu trực diện đối với chiếc tàu của Trung Quốc, và chiếc tàu này đã cản trở chiếc khu trục Mỹ thực hiện chiến dịch tự do hàng hải ở đảo Trường Sa. Một chiếc tàu khu trục hạm Lật Liêu Giang có tên là Type 052C của Trung Quốc đã tiếp tục cận tàu USS Decatur trong một cái cuộc gọi là hải hành ở tại quần đảo Trường Sa. Anh Phát Bùi theo dõi cái sự kiện này thì có tất cả những tin tức nhận được như thế nào thưa anh? Theo như tin của đại thất hạm đội cho biết thì khi mà chiếc khu trục hạm Decatur của Hoa Kỳ đi đến gần trong cái vùng biển đảo Trường Sa thì một khu trục hạm của Trung Quốc đã sấn tới và chặn ngang trước cái đầu mũi của khu trục hạm Decatur, và chỉ cách chiếc khu trục hạm của Hoa Kỳ có 45 yard, tức là chỉ có vỏn vẹn khoảng dưới 150 feet. 150 feet là khoảng cách rất là ngắn, nó chỉ bằng cái chiều dài của khu đất trung bình của một căn nhà của chúng ta ở quận Cam này. Thành thử ra đây là một cái điều mà Hoa Kỳ đã lên tiếng hết sức là quan ngại, bởi vì họ cho rằng đây là một cái hành động hết sức là thiếu trách nhiệm của Hải quân Trung Cộng, và nó có thể đi đến những cái chuyện mà rủi ro xảy ra, và nó đưa đến cái chiến tranh ở ngay vùng Biển Đông của chúng ta. Thì Hoa Kỳ trong thời gian vừa qua đã liên tục đòi hỏi là cái vùng Biển Đông đó phải là cái vùng biển, vùng lãnh thổ, là lãnh hải mà cho quốc tế tự do đi qua đi lại mậu dịch. Và vài ngày qua thì ông Bộ trưởng Ngoại trưởng của Hoa Kỳ đã quyết định là sẽ hủy bỏ cái chuyến thăm viếng Bắc Kinh vào tháng 10 sắp đến đây.
Kính thưa quý vị, tình hình có thể nói càng ngày càng có nhiều do mức độ gia tăng căng thẳng lên giữa hai quốc gia và đặc biệt là trong vấn đề quân sự. Hiện nay thì chắc quý vị đã biết tất cả những tàu chiến của đồng minh cũng có mặt ở tại một vài cảng của Việt Nam, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trong đó thì trước ở một chiến hạm của Dubai, một chiến hạm của Canada cũng có mặt tại Đà Nẵng. Tất cả các một vài hàng không mẫu hạm của Anh cũng giống như của Pháp cũng có mặt ở trên Biển Đông. Chiếc hàng không mẫu hạm trực thăng của Nhật Bản cũng đang hoạt động ở trong vùng Ấn Độ Dương và Biển Đông. Bên cạnh đó thì chiếc hàng không mẫu hạm Roosevelt cũng giống như Ronald Reagan của Hoa Kỳ cũng có mặt, và một vài cái sự cho thấy một vài hành động về vấn đề hàng hải cho thấy là liên tục tất cả các cuộc tuần tra từ trên bộ, từ trên không cho đến dưới biển đều liên tục xảy ra. Đặc biệt là một vài phi đội của B-52 cũng đã bay dọc theo bờ biển của một vài đảo tân tạo của Trung Quốc. Chúng ta chờ xem cái sự kiện này sẽ được giải quyết như thế nào. Quý vị đang cùng với chúng tôi qua thời gian sáng và chúng tôi trở lại phía trong giây lát.